Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip thứ 3 của ngày 26 tháng 11 năm 2021. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test hai sản phẩm gửi cho một vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, như trong clip của buổi tối ngày hôm qua, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có về được một chiếc Omni Sansui 2000X. Và cửa hàng cũng thông báo trên kênh là có vị khách hàng đã chốt cặp loa 77A còn nguyên thùng và một chiếc Omni này. Thì tại thời điểm như bây giờ, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có thời gian rảnh rỗi sẽ test hàng để đóng gói. Trong buổi sáng ngày mai, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thuê xe vận chuyển sản phẩm tới gia đình cho khách hàng. Cặp loa Pure CS77A màng FB còn nguyên thùng hộp thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cũng đã quay chi tiết hàng về rồi. Và chiếc Omni Sansui 2000X trong buổi tối ngày hôm qua cũng đã quay rất kỹ cho quý khách hàng. Tất cả thì không có hề bị sứt mẻ, vỡ, dập, góc và hoạt động hoàn hảo ok. Vâng, sản phẩm này thì cửa hàng cũng test gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Một chiếc Omni Sansui 2000X và một chiếc một cặp loa 77A. Vâng, và tiện clip này thì quý khách hàng có thể vào theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Cửa hàng đang test với những chiếc đầu câm. Vừa thì cửa hàng test một chiếc đầu câm cùng với 99A là Pure CTF1000. Chiếc này là một chiếc Victor dòng cao cấp. Model của sản phẩm là KD85SA nhé. Chiếc này thì được chạy 2 chiều ạ. À không phải, xin lỗi quý khách hàng, chiếc khác cơ, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh vẫn còn một chiếc nữa. Sau đây quý vị và các bạn có thể thưởng thức chất âm của chiếc đầu câm Victor VIP này KD. Vâng, mà chiếc đầu câm này thì chạy hoạt động hoàn hảo và tua đi tua lại thì nhẹ cực kỳ quý vị ạ. Đây, tua đi các bác thấy im không ạ? Sở hữu được siêu phẩm này thì quá VIP rồi. Vâng, sau đây quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm nhé. Ta gói tròn giấc mơ phải ta. Nó có hai cái đồng hồ cụ ở đây rất đẹp này. Chiếc này thì có giá dưới 8 triệu thôi. Để biết giá chính xác của sản phẩm thì các bác có thể liên hệ với cô chủ shop để biết sản phẩm này nó là giá bao nhiêu nha. Thank you.
Anh đang nơi đâu? Anh thương nhớ ai? Bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đêm khuya có thâu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, nhìn mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Để kết thúc video tại đây, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị khách hàng có địa chỉ tại phường An Tảo, Hưng Yên. Vâng, và để kết thúc video này, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ tiếp tục thông báo những sản phẩm được khách hàng chốt đơn ở clip sau. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.